sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 8 tháng 11 năm 2015. Chúng ta học tiếp phần phân loại, hay là nói về các loại sắc pháp. Thì trong cái phần các loại về sắc pháp thì chúng ta đã đi qua cái phần liệt kê. Cái phần thứ hai là cái phần phân loại sắc pháp theo thể tính. Thì chúng ta có tất cả là 11 cặp và 22 loại. Thì chúng ta đã học xong rồi. Bây giờ chúng ta tới cái phần thứ ba là cái phần mà phân loại sắc pháp theo đặc điểm. Thì phân loại theo đặc điểm thì chúng ta có tất cả là 8 loại. Thì 8 loại đó, cái loại thứ nhất á, là nói là sắc pháp thì không có nhân. Như vậy chúng ta cũng đã biết nhân rồi. Đây chỉ là ôn lại thôi. Nhân có nghĩa là hệ tu. Thì trong đạo Phật đó, khi nói nhân, nhân là ý mình nói là cái hạt giống, cái hạt giống để mà nó có thể trổ sinh ra. Thì khi mà nói nhân trong đạo Phật thì chúng ta có hai loại nhân, đó là nhân thiện và nhân bất thiện. Nhân thiện thì có cái có ba cái nhân. Nếu mà nói về thiện thì có ba nhân thuộc về thiện: nhân thiện vô tham, vô sân và vô si. Vô si đây tức là trí tuệ. Còn bất thiện cũng có ba nhân, đó là nhân tham, nhân sân và nhân si. Đó là ba nhân. Thì cái sắc pháp đó, nó không có nhân nào cả. Trong cái danh pháp đó, thì nó có nhân thiện và nhân bất thiện. Và trong danh pháp cũng có vô nhân. Không có nhân có nghĩa là vô nhân. Thì như đây chúng ta có đó, tất cả là 18 cái tâm vô nhân đây. 18 cái tâm vô nhân. Trong cái vi diệu pháp đó, thì nó có các cái phần là bất thiện, có phần thiện đây, rồi có phần vô nhân. Thiện, bất thiện, vô nhân. Thì cái phần vô nhân này thì chúng ta cũng đã lướt qua rồi. Nhưng mà sau này khi mà chúng ta học một số cái phần nữa đó thì chúng ta sẽ trở lại cái vô nhân này. Bởi vì cái tâm vô nhân này nó mới là cái linh hồn của vi diệu pháp. Bởi vì tâm vô nhân nó sẽ hoạt động trong cái dòng tâm thức này. Nên trước đây thì chúng ta học rồi. Rồi sau đó chúng ta sẽ quay trở lại, chúng ta ôn tập để chúng ta đi vào cái phần mà coi như là các cái hoạt động của cái lộ trình tâm, thì chúng ta trở lại cái phần vô nhân. Thành ra cái vô nhân mà trong cái phần mà chúng ta sẽ học về các cái tâm vô nhân trong lộ trình tâm á, nó không phải cái vô nhân ở chỗ này. Thì khi chúng ta học thì chúng ta sẽ thấy có một cái sự khác biệt đó mà sư cô sẽ giải thích lần lần. Trong từ đây sắp tới đó thì có những cái điều mà chúng ta học thì chúng ta sẽ phải có nghe ôn đi ôn lại. Thật ra đối với vấn đề sư phạm đó thì cái chuyện ôn đi ôn lại là cần thiết. Nhưng mà trong những cái lớp như thế này đó thì sư cô sẽ gặp cái khó khăn á, là vì có một số người, người ta phổ biến cái pháp bằng cách là những cái đĩa đó đem ra, người ta sang trở lại, có khi một đĩa giảng thì có sang ra thành hai đĩa hoặc chẳng hạn vậy. Rồi là cái khi mà phát hành ra đó thì người ta cũng phải lấy cái tiền vốn để trở lại, hoặc là có một chút cái phần lời trong đó để làm cái việc khác, thì tùy theo cái hoàn cảnh mỗi người. Nhưng mà vì cái chỗ đó mà cái người mà đi thỉnh pháp mà có để lại 5.000, 10.000 đó, thì khi mà nghe sư cô lặp đi lặp lại hoài đó thì có khi không có hiểu, mà nghĩ rằng là sư cô muốn bán cái đĩa này để làm giàu, cho nên là cứ nói đi nói lại, nói xào quần, nói hoài đang có nhiều tiền. Chứ thật ra đó là trong cái sư phạm, thì khi mà mình giảng dạy đó để cho cái người nghe người ta có thể là nhớ hoài, ghi khắc hoài, thì cái chuyện mà lặp đi lặp lại rồi tăng lên rồi lặp đi lặp lại rồi để nhấn mạnh trong cái hoàn cảnh này, đó là một cái phương pháp sư phạm. Thành ra sư cô phải giải thích cái điều này để những người ta tiếc tiền, người ta không có phạm tội.
Thành ra là vì quý vị học nhớ cái điều đó, bởi vì cái này nó là cả một cái rừng, cho nên là mình phải có những cái mình phải nhắc đi nhắc lại, hoặc là khi mình nhắc cái khía cạnh này để nó ứng dụng vào cái phần này, nhắc khía cạnh kia ứng dụng với khía cạnh kia. Bởi vì đây không phải là một cái quyển sách mà đây là cái lớp học, cho nên là cái tính chất sư phạm của nó phải như vậy. Thì cái này là cũng như là sư cô cũng đã giảng rồi, nhưng mà nay gì nó có cái chỗ mà nói là không có nhân á, thì cái tâm vô nhân này nó không có nhân, nhưng mà nó có cái phần á, nó có liên quan tới cái vấn đề nhân và không có nhân này đây. Bởi vì á, chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây chút xíu rồi mai mốt sư cô giảng lại nữa. Là đây là cái trái mà nó không có hạt thì nó gọi là vô nhân. Nó không có cái hê tú này, tức là nó a hê tú. Nhưng mà cái cây này á, nó phải có cái gốc rễ. Đây là gốc rễ của nó. Cái gốc rễ này nó là mu lá. Thành ra đó, nó sẽ có những cái tâm bất thiện vô nhân. Quý hiểu chưa? Nhưng mà cái gốc rễ của nó là gốc rễ bất thiện. Rõ chưa? Có những cái đó, gốc rễ của nó là gốc rễ thiện, mặc dù cái quả nó ra nó không có cái hột, nhưng mà cái nền của nó là nó có thiện và bất thiện. Thì cái sắc pháp mà không có nhân, nó không có trùng lấp vào đây. Cái này chúng ta khi học chúng ta sẽ trở lại nữa để mà chúng ta hiểu. Không có nhân tức là không có nhân thiện hay nhân bất thiện. Mà vì chữ không có nhân này nó trùng với cái vô nhân trong danh pháp, cho nên sư cô nói lướt qua một chút vậy. Như vậy bởi vì sao? Bởi vì cái sắc pháp này đó, nó không phải là một cái hoạt động thuộc về cái tâm thức của chúng ta, mà nó chỉ là một cái phương tiện, một cái phương diện nó thuộc về vật chất mà thôi. Cho nên là nó không có nhân. Đó là cái điểm khác biệt giữa cái sắc pháp và danh pháp. Và cái khác biệt đó thì nó có cái không nhân này với cái không nhân trong cái tâm, trong cái danh pháp, thì nó không có trùng khác nhau, nó không có giống nhau vậy thôi. Bây giờ chúng ta qua tới cái phần thứ hai là cái sắc pháp này đó là hữu duyên. Khi mình nói có cái duyên tức là nó có cái điều kiện. Có nghĩa là khi mà sắc pháp sanh lên thì có điều kiện, tức là nó có cái nguyên nhân để sanh ra nó. Thì cái nguyên nhân này nó không giống với cái nhân trong danh pháp. Nhân trong danh pháp thì có nhân thiện thì nhân bất thiện, cho nên ở đây mới dùng cái chữ duyên này. Nhưng mà cái chữ duyên này thật ra nó có liên quan đến cái nguyên nhân làm duyên để sanh ra sắc pháp. Thì các yếu tố, tức là cái điều kiện và cái nhân để mà sanh ra cái sắc pháp á, thì thứ nhất là nó có nghiệp sinh sắc pháp. Nghiệp sinh sắc pháp. Nghiệp sinh sắc pháp này đó thì nó có cái tên gọi của nó là sắc nghiệp. Đó là cái điều kiện thứ nhất để cho sắc pháp được coi như là phát sinh lên. Thì nó do nghiệp mà nó phát sinh ra sắc pháp, cho nên gọi là sắc nghiệp. Một cái yếu tố thứ hai, duyên thứ hai là tâm. Tâm này nó sinh lên sắc pháp, cho nên gọi đó là sắc tâm. Đó là cái yếu tố thứ hai là sắc tâm. Thứ ba là thời tiết, hay là mình còn gọi là quý tiết. Quý tiết tức là nó theo cái nhiệt độ, theo cái mùa xuân hạ thu đông chẳng hạn vậy, thì nó cũng là góp phần sanh ra sắc pháp, cho nên ở đây nó gọi là sắc quý tiết. Tức là do cái nhiệt độ mà nó tạo ra cái sắc pháp nên gọi là sắc pháp. Theo cái mùa, theo cái thời tiết nên gọi là sắc quý tiết. Và cái thứ tư, vật thực.
vật thực cũng góp phần tạo ra sắc pháp, cho nên gọi là sắc vật thực. Thì như vậy cái chỗ này khi mà quý vị đọc sách, thì trong sách nói là nhân sanh sắc pháp, thì mình sẽ nói ủa sao nói sắc pháp không có nhân, bây giờ lại nói nhân sanh sắc pháp, vậy hiểu chưa? Tức là nơi cái sắc pháp này nó không có nhân thiện hay nhân bất thiện, nhưng mà sắc pháp không phải tự nhiên có, mà nó có cái nguồn gốc của nó, nó có cái nguyên nhân của nó để nó phát sanh ra. Thì bốn cái yếu tố mà nó góp phần tạo nên cái sắc pháp đó là nó có nghiệp, có tâm, có quý tiết và có vật thực. Và bốn cái yếu tố này thì nó có mặt trong tất cả những cái chúng sinh hữu tình. Chúng ta nói chúng sinh hữu tình trước, tức là những cái chúng sinh mà nó có các uẩn, nhất là những cái chúng sinh ngũ uẩn, có ngũ uẩn mắt tai mũi lưỡi thân. Và cái này nó cũng phát sinh nơi cái cõi dục giới. Chúng sinh ở cõi dục giới, chúng sinh ở cõi sắc giới, vô sắc giới thì không có, vô sắc tức là không có sắc rồi, để chỉ có trong dục giới và trong sắc giới mà thôi. Dục giới đây và sắc giới đây, thì có trong phần đó. Cái phần này đó thì chúng ta sau khi xong học xong cái phần này thì chúng ta sẽ chuyển qua để mà chúng ta học đó, sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết và sắc vật thực. Còn bây giờ nơi đây đó, thì chúng ta liệt kê ra để chúng ta biết rằng là cái trong cái phân loại sắc á, thì nó có mà cái đặc điểm á, là sắc thì nó không có không có nhân, nhưng mà sắc là có duyên. Dùng cái chữ duyên đây để tránh cái chuyện á, mà mình có một cái ngờ ngợ là tại sao nói sắc pháp không có nhân, bây giờ mình lại nói nhân sanh ra sắc pháp. Thì thật ra hai cái đó nó tách biệt nhau dữ lắm, nhưng mình dùng cái từ để mình dễ nhớ hơn. Thì chúng ta sẽ có một cái bài riêng để chúng ta sẽ học về sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết và sắc vật thực. Bây giờ chúng ta phần đến cái đặc điểm thứ ba là sắc pháp là hữu lậu. Cái chữ lậu đây đó, nó có nghĩa là những cái uế nhiễm. Những uế nhiễm này nó rỉ ra, nó rịn ra, thấm ướt. Như chúng ta đã học về cái phần danh pháp, tức là cái phần thuộc về tâm, thì cái tâm của chúng ta đó, nó có cái lậu hoặc, tức là những cái pháp uế nhiễm mà thuộc về cái bất thiện, tham sân si đó, thì ngày đêm đó, nó rỉ ra, nó rịn ra và nó thấm ướt. Thì cái này mình nói thì nghe nó mơ hồ, nhưng mà cái sự thật thế này, bất cứ khi nào mà cái tâm mình phóng dật thì nó rỉ ra đó, nó rỉ ra đó. Mà những cái mà pháp bất thiện của mình mà nó phát sinh lên á, nó nhiều á, thì mình sẽ thấy nó rịn ra. Tức là khi mình bắt đầu trong tâm mình nó có cái sự bức xúc vì tham dục, nó có cái sự bức xúc vì phiền não, vì tức giận, thì mình biết là nó rịn ra. Còn khi thấm ướt á, là chúng ta sẽ thấy nó nhuộm hết. Mình buồn cả tiếng đồng hồ chẳng hạn vậy, hay là nửa tiếng đồng hồ, hoặc là những cái dục giả về cái dục vọng, tham muốn cái này, mong ước cái kia, có khi trằn trọc cả đêm không có ngủ được. Làm sao có tiền để sắm cái đó, làm sao để cho được cái đó, làm sao cho bằng người ta, vân vân. Thì những cái đó nó hành hạ mình không phải ít. Thì cái đó nó gọi là thấm ướt. Đứng về mặt tâm thì chúng ta thấy là cái lậu hoặc ngày đêm nó rỉ ra, nó rịn ra và nó thấm ướt. Chừng nào mình thấy rõ cái điều đó trong cái đời sống nội tâm của mình, mình mới lau chùi nó được, mình mới sửa đổi được, và mình thấy ghê sợ nó được. Bởi vì khi những cái hiện tượng đó mà nó thường xuyên nó xảy ra, mình cứ tưởng tượng như vậy, giống như mình cất một cái nhà lầu mấy tầng mà nước nó cứ rỉ, nó cứ rịn ra rồi nó thấm ướt hết, thì mình phải biết có một ngày nó sụp đổ.
Thì những cái quế nhiễm trong cái đời sống nội tâm của mình á, mà nó cứ phát sinh liên tục như vậy mà mình không có chống thấm, mình không làm cho nó khô đi, thì chắc chắn là những cái cảnh khổ mình phải tới, không thể khác hơn. Bởi vì cái quả nó trổ xanh, nó sẽ nằm nơi đây, nó nằm nơi các cái tâm quả bất thiện vô nhân đây. Và nơi đây có một cái tâm đưa ra tái sinh, đó là cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, nó sẽ đưa chúng ta xuống bốn cảnh khổ. Và đây là một cái nguyên lý về mặt tâm linh, chúng ta không có ai cứu mình được hết. Tự mình làm cho nó rỉ ra, tự mình làm cho nó rỉnh ra, tự mình làm cho thấm ướt. Và ngày lẫn đêm cho đến hết cái cuộc đời của mình, thì cái hậu quả là mình phải sụp đổ, mình không còn được làm người nữa. Và khi tái sanh xuống những cái cảnh khổ đó thì không biết là mấy ngàn năm. Cái chuyện đó tùy theo cái chuyện mình lau khô hay mình thấm ướt nữa. Đó là một cái sự thật rất là rõ ràng. Bây giờ khi mà mình nói đến cái sắc pháp thì chúng ta rất là ngạc nhiên, tại sao sắc pháp lại hữu lậu. Thì trong kinh có giải thích này, sắc pháp là hữu lậu bởi vì cái sắc pháp á, nó là cái đối tượng của dục vọng. Nó là đối tượng của dục vọng cho nên á, là nó hữu lậu. Bây giờ chúng ta nhìn nè, nhìn chúng ta thấy nè, tại sao mà cái người Phật tử đi đến chùa đó là phải nên mặc áo giới, hoặc là mình có một hai cái bộ đồ gì đó mình để dành mình đi chùa. Ví dụ mình mặc một cái bộ đồ lam hay là cái bộ đồ trắng, nói chung một cái bộ đồ rất là đơn giản để mình đi chùa. Là tại vì khi mà mình vào đó mình mặc như là một cái đồng phục vậy đó, tức ai mặc cái đồ đó thì đều thấy là phải Phật tử mới mặc cái đó chứ cái người khác không mặc đó. Mà bên các cái nước khác đó, khi mình mặc một cái đồ của người Phật tử là bao giờ mình cũng có cái khăn giới choàng ngang. Thì khi như vậy thì cái người mà mặc cái áo mà có cái khăn giới đó, người đó biết rằng là mình là ai. Cho nên cái việc mình giữ giới và giúp cho cái người khác giữ giới thì đó là cái căn bản của cái người Phật tử. Còn nếu không á, thì chúng ta vào chùa chúng ta ăn mặc như đi phố. Vào chùa thì cũng là trang điểm như là mình đi đám cưới vậy. Thì cái chuyện đó là mình vào chùa không có phước. Tại giờ thí dụ như bây giờ mình vào trong một cái chùa tăng, thì tất cả những cái người xuất gia này đó, người ta vẫn còn cái nửa tim để luân hồi. Bởi vì những cái quế nhiễm này vẫn còn, nó chưa có hết. Thế bây giờ mình vào chùa mình giúp cho cái người tu giữ giới, hay mình vào chùa để mà làm cho cái khơi dậy, mình là cái đối tượng để khơi dậy cái dục vọng nơi người khác. Một cái mùi hương quyến rũ, một cái cách ăn mặc mà làm cho cuốn hút cái người khác giới. Thì những cái đó đó nó ở ngoài đời là bình thường, nhưng mà nó ở vào trong chùa đó thì nó tổn phước. Rồi bởi vì bản thân mình là cái đối tượng của dục vọng. Cho nên cái người nữ làm đẹp và cái người nam làm đẹp thì cái đó là cái lực hút giữa nam nữ để truyền giống. Thì cái đó trong cái đời thường là bình thường, không có cái gì phải nó bàn cãi cả. Không có nói chuyện xấu hay chuyện tốt, cái đó là bình thường. Nhưng mà mình khi đi vào trong chùa thì mình đừng làm cho cái cách ăn mặc của mình, cái cách đi đứng của mình, cái cách nói năng của mình, hoặc là cái thể hiện của mình đó, nó đã trở thành cái đối tượng của dục vọng, đối tượng của cái lậu hoặc. Vì bản thân mình có những cái yếu tố đó, những cái yếu tố thuộc về nam nữ đó. Cho nên là hiểu cái điều này để mà chúng ta biết rằng là khi mình đến một cái nơi chốn nào đó thì mình phải có cái y áo thích hợp. Cái y áo thích hợp đó nó góp phần, nó giúp cho mình giữ được cái giới hạnh và giúp cho cái người khác giữ được cái giới hạnh,
thì như vậy nó tăng phước báo cho mình. Cho nên chùa thì không có coi như là yêu cầu khắt khe, nhưng mà tự bản thân của mình biết đây là cái điều tốt của mình thì mình nên đến chùa đó. Là cái cách ăn mặc của mình phải khác với ngoài đời, cái nói năng của mình khi đến chùa cũng phải khác người đời. Mà nó rất là lạ đó, là khi mà mình á, mặc cái áo giới như là những người khác thì tự nhiên nó sẽ vào cái khuôn khổ bớt, thì nó giảm đi cái nhìn của cái người nam với người nữ nó khác, thì cái bớt đi. Thì chúng ta học cái này để hiểu rằng là sắc pháp có lậu hoặc. Và cái sắc pháp này nó không những là cái đối tượng của cái dục vọng, mà nó cũng còn là cái đối tượng của phiền não. Bởi vì khi có dục vọng là cái đó nó có phiền não. Và tiếp theo nữa đó, thì trong này có nói thế này, là cái nó có bốn cái lậu hoặc tất cả. Nó là dục lậu, kiến lậu, vô minh lậu và hữu lậu. Nhưng mà trong này đó thì mình chỉ nói có ba cái thôi, không nói cái hữu lậu, mà nói tới cái dục lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Dục lậu đây đó có nghĩa là do cái tham ái mà nó tạo nên cái lậu hoặc. Nó là cái đối tượng của tham ái, là khi mà mình nghĩ không có đúng, mình nhìn không đúng, mình nhìn sai lạc một cái là nó cũng sẽ tạo nên cái lậu hoặc. Hoặc là vô minh thì vô minh lậu, tức là do thiếu cái sáng suốt thì cũng tạo nên cái lậu hoặc. Bây giờ chúng ta tới cái phần số 4 là hữu vi. Sắc pháp là pháp hữu vi. Cái phần chỗ này đó, sắc pháp là pháp hữu vi thì nó cũng giống như là cái phần số 2. Cái số 4 này nó cũng tương tự như phần số 2. Tức là cái pháp hữu vi á, thì nếu chúng ta biết rằng là pháp hữu vi thì nó có nhân sinh, do nhân duyên mà nó sinh lên. Và cũng á, là nó diệt là cũng do nhân duyên, do nhân duyên mà sinh lên, cũng do nhân duyên mà diệt. Tức là có duyên mới sinh lên, có nhân mới sinh lên, không có nhân duyên thì không sinh lên. Mà đã có nhân duyên sinh lên thì có nhân duyên để diệt. Thì cái đó nó gọi là cái pháp hữu vi, nó tương tự như cái phần số 2. Và cái sắc pháp á, thì nó không bao giờ nó là cái vô vi pháp cả. Bởi vì bao giờ nó cũng tạo nên do nhân duyên. Như hồi nãy trong phần số 2 chúng ta nói đó, là có sắc nghiệp. Có sắc nghiệp, có sắc tâm, có sắc thời tiết, sắc quý tiết và có sắc vật thực. Tức là nó có nhân duyên của nó hết, chứ không phải là tự nhiên nó có mặt đâu. Cho nên nó là một cái pháp hữu vi. Số 5, nó là cái sắc pháp là pháp hiệp thế. Sắc pháp hiệp thế. Khi mình nói hiệp thế, hiệp thế đây có nghĩa là hợp với thế gian. Thế gian đây đó, hay là hiệp thế đây có nghĩa là tam giới. Tam giới gồm có ba: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Trong cái phần số 5 này đó, khi chúng ta nói sắc pháp là cái sắc hiệp thế đó, thì chúng ta là phải, trong cái hiệp thế nó có ba đó, thì chúng ta phải loại trừ cái này ra, trừ ra, không tính vào. Tại vì vô sắc giới thì không có sắc pháp, cho nên hiệp thế chỉ nói có hai. Như nãy sư cô nói, hiệp thế này chỉ có dục giới và sắc giới mà thôi, không có vô sắc giới. Nên khi mình đọc tới cái phần này, người ta nói cái chữ hiệp thế thì phải biết là hiệp thế này chỉ có dục giới và sắc giới, chứ không có vô sắc giới. Mặc dù vô sắc giới ở trong cái phần hiệp thế, tức là nó thuộc về cái pháp thế gian, nó không phải là cái pháp siêu thế. Nó không phải siêu thế. Siêu thế là vượt khỏi thế gian rồi. Thì sắc pháp có mặt trong cái cõi dục giới và trong cõi sắc giới. Như vậy thì chúng ta thấy là chư thiên ở cõi dục,
Và chư thiên ở cái cõi sắc giới này thì nó cũng có hình tướng, có hình tướng rõ ràng. Có nghĩa là những cái vị chư thiên này cũng có cái sắc pháp, chứ không phải là không có. Chúng ta đến cái phần số 6 là cái sắc pháp này đó, là nó thuộc về dục giới. Khi mà chúng ta nói cái sắc pháp này đó thuộc về dục giới, thì khi nói về cái cõi dục thì chúng ta sẽ có đó là ngũ trần, tức là năm cái trần cảnh. Năm cái trần cảnh này đó, nó trong cõi dục là cái cõi mà người ta mong muốn. Và như vậy đó thì nó là cái đối tượng của tham ái. Như vậy nó là cái đối tượng của cái tham ái, nó đối tượng của cái ái dục. Như vậy đó là nơi cái dục giới này chúng ta có tất cả là 11 cõi. Trong đó đây là cõi người, cộng thêm phần trên là 6 cõi chư thiên. Đây là các cái 4 ca cánh khổ, 4 khổ cảnh. Thì đây là các cái cõi này đó, thì 6 cõi chư thiên và cái cõi người này cũng cái sắc pháp của những cái vị này cũng vẫn là cái đối tượng của dục ái và tham ái. Cho nên khi mà mình tu tập á, mình nói rằng là tôi ráng tu làm sao để cho nó đời sau tôi sanh ra đó, tôi được hưởng cái đội đầy đủ cái phước báo thôi, đầy đủ phước báo như một vị trời. Tức là muốn nhà đẹp thì có nhà đẹp, muốn có vợ con như ý muốn, muốn có vàng bạc châu báu, muốn có thọ hưởng vật thực vân vân đều có hết. Thì cái đó là chư thiên ở cõi dục, cho nên tham dục vẫn còn, và những vị này đó vẫn phải luân hồi. Cho nên mà cái cõi đó, đó là cái trong cái thế gian ta nói nôm na đó là được về cái cõi tiên. Nhưng mà rồi tiên hết phước đó, cho nên mới mình nói tiên mắc đọa. Cho nên là quả thật cái đó là mình nói, ta nói vui nhưng mà rất là đúng. Như là khi mà mình hưởng hết cái phước đó rồi đó thì mình sẽ thoái xuống, có khi nó không thoái xuống cái cõi người mà nó thoái thẳng xuống địa ngục luôn, hoặc là thoái xuống cái cõi súc sanh. Cho nên không phải đó là mình tạo phước rồi đó là mình coi là nhỡn nhơ để hưởng phước. Cũng giống như trên cái thế gian này đó, mình làm ăn buôn bán khá giả rồi đó thì không phải như thế mà tự mãn. Bởi vì khi tự mãn thì có thể trắng tay. Mà mình phải hiểu rằng đó, phải khéo gìn giữ và khéo phát huy của nó. Chứ nếu không nó đục từ bên trong ra. Mà cái này á, mình nói cái người Việt Nam mình á, phần lớn nó có một cái điều dở vậy. Thế mà mình khá giả rồi đó thì mình muốn con mình á, là thành công tử với công chúa, hoàng tử với công chúa hết ráo, bận cái áo không biết gài nút mà. Người ta hầu hết toàn bộ không có con gì cả. Rồi cái đó là cái dấu hiệu của cái chuyện á, là cái sự suy sụp của cái gia đình. Những cái người mà đích thực đó, người ta biết săn sóc đến cái phước báo người ta. Thì sư cô thấy có một số cái gia đình, đặc biệt là cái gia đình của người Hoa, khi người ta làm ông chủ bà chủ rồi đó, mà ta muốn con người ta kế nghiệp á, thì không bao giờ người ta cho nó ở trong nhà hết. Nó lớn một cái đó, người ta kiếm mấy ông chủ bà chủ mà bạn của mình đó, gửi tới cho nó đi làm. Mà gửi tới đi làm á, thì nó khác. Khác với mấy cái người mà nuôi con để thành hoàng tử với công chúa đó. Là ở chỗ người ta nói á, cái chuyện gì mà khó nhất, cực nhất thì giao cho nó làm. Mà nó trật đầu trừ lương tới chỗ đó mà tôi. Để quấn nhục nó, để nó biết rằng đó, khi nó làm những cái công việc này đó, nó phải cực khổ bao nhiêu.
và nó bị cái người chủ mà đối xử mà khắt khe bao nhiêu á thì tốt cho nó bấy nhiêu. Bởi vì khi nó về tới nó làm quản lý cái cơ ngơi của cha mẹ nó, cái thứ nhất là nó biết làm, cái thứ hai nó biết thương cái người mà làm chung với nó, thì để cho đó cái công việc của nó săn sóc tới, nó biết trôi chảy. Và cái thứ hai nó biết cái nỗi cực khổ của cái người mà người ta phụ giúp mình á, để mà nó cư xử cho tốt. Thì cái đó là cái nuôi dưỡng cái phước báo cho nó kéo dài được cái lâu dài. Cho nên bản thân của mình mà được cái phước á, mình phải gieo cái nhân lành trở lại. Mình hưởng được cái gì thì gieo cái nhân đó. Mình đầy đủ về cái phương tiện gì thì mình nên san sẻ với người xung quanh, để mà mình á, gieo tiếp cái hạt giống lành. Nuôi dưỡng con cái cũng như vậy, cũng phải làm thế nào đó. Mình là rồng lớn thì nó phải rồng nhỏ, chứ mình á, là rồng lớn mà nó thành con trùng đất. Cho nên mình á, thì bay lượn trên trời cao, mà con mình á, thì nó lùi lũi trong mấy cái hang ở dưới đất. Bởi vì mình nuôi nó thành con trùng đất, chứ mà mình nuôi nó thành con rồng, nó không biết gì hết, nuôi cho nó cùi cục luôn. Thì những cái đó đó, bản thân mình sống cũng phải gia tăng phước. Mà mình nuôi dưỡng bất cứ ai cũng phải giúp cho cái người đó được phát triển hơn lên. Cho nên đây là cái câu chuyện cũ rồi mà chắc quý vị cũng nhớ đó, là tất cả những cái vị trời đế thích đều rất thích đi làm phước. Bởi vì khi ngồi trên cái ngôi mà của vua đế thích á, mà một khi mà nghe cái chỗ cái ghế ngồi mà nó nóng lên á, là biết ở dưới thế gian này có người làm phước lớn hơn mình rồi. Mà nếu cái người làm phước lớn hơn mình mà nó cứ nung nóng cái chỗ này hoài á, thì cái phước mình hết là cái người đó sẽ thay thế cái ghế này. Cho nên là biết như vậy, cho nên là vừa nghe nóng một cái là nhìn xuống thế gian có ai làm phước giỏi vậy. Mà ai làm phước giỏi vậy không phải đì ta, mà ai làm phước giỏi vậy để mình tìm cách mình làm hơn cái người này, đặng mình mới duy trì cái ghế của mình. Cho nên quý vị thấy là Ngài Ca Diếp khi mà bưng cái bình bát được hất thực á, thì vua trời đế thích với lợi hoàng hậu á, mới là giả dạng làm cái cặp vợ chồng già nghèo khổ ở cái túp liều đó, run run rẩy rẩy vậy. Thấy Ngài Ca Diếp bưng cái bình bát đi ngang á, thì hai ông bà chống cái gậy ra. Rồi nghèo khổ vậy cho nên mới xin Ngài để được đặt bát. Ngài nhìn thấy hai vợ chồng, Ngài cũng tội nghiệp cho nên Ngài mới đứng lại thì đặt cái bát, đặt thức ăn vô. Mới nói là chúng con nghèo nàn dân giả cho nên chỉ có một cái chút thức ăn đơn sơ xin cúng dường tôn giả. Nhưng mà khi đặt vào bát thì Ngài dở cái bát ra, thì vừa đặt vào thì nghe cái mùi thức ăn thì Ngài biết rằng đây không phải thức ăn dân giả. Mặc dù nhìn nó là cái món ăn dân giả thật sự, nhưng mà đây là món ăn của chư thiên. Thì Ngài mới rời. Ngài mới nói đó, đừng có dành phước của người khác nữa nha, không có nên làm như vậy. Thì cái ngày đó Ngài bưng bình bát ra thì vua trời đế thích với lại bà xã của mình đó, thì coi như là lãnh hết cái phần phước ngày hôm đó rồi. Cho nên càng ở trên cái cõi trời dục giới chừng nào thì người ta lại càng tạo phước chừng đó, bởi vì dục lậu vẫn còn. Chứ không phải mà mình có thể thoát được đâu, chưa thoát được. Nó vẫn trong luân hồi, tam giới này là luân hồi, bởi vì tam giới này thế gian cho nên vẫn còn luân hồi. Do đó mà mình tu, mà mình mong sao mà mình cái đời sau mình tái sanh nó đỡ khổ hơn cái đời trước, thì người ta nói đó là cái phước hữu lậu. Cái phước mà mình tạo ra thì đúng là có cái phước, nhưng mà nó vẫn còn trong cái luân hồi, nó vẫn còn dính mắc vào trong cái những cái dục lậu này đây. Cho nên là nó không có phải là cái con đường mà tiến hóa tới cái đỉnh đâu, nó là những cái chặng đường. Cho nên mình không bám vào trong đó, không bám vào trong đó. Mình phải làm sao đó là mình coi rằng cái chuyện mà cái luân hồi của mình nó giống như tới cái trạm xe buýt đó thì người ta bắt buộc mình phải xuống, thì mình xuống vậy thôi, chứ mình không có là nhất định là tới cái trạm đó rồi mà có đủ tiền rồi vô cái chỗ đó ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ rồi thôi không đi nữa, không phải vậy. Cho nên là mỗi kiếp sống chúng ta không bám chặt vào, hãy mình bám chặt vào là cái con đường tiến hóa của mình đó, là nó bị bất lợi. Mà tại sao mình bám chặt vào? Bởi vì nó là cái dục lậu cho nên nó phải bám vào.
Thì trong cái ngũ uẩn của mình á, thì mình cũng bám vào trong cái ngũ uẩn này. Bởi vì đây là nó là sắc pháp, là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân. Có khi mình rất là yêu mến cái thân của mình, yêu mến cái vẻ đẹp của nó. Và cái yêu mến đó nó cũng làm cho mình á, cảm thấy hãnh diện, hoặc là mình cảm thấy u sầu, rồi bởi vì khi cái vẻ đẹp đó nó không còn nữa. Cho nên là mình hiểu như vậy để mình hiểu rằng cái sắc pháp nó chỉ là một cái phương tiện thôi. Và cái đừng có để cho nó trở thành một cái gì mà mình dính mắc. Mỗi ngày chúng ta hiểu rằng chút, hiểu rằng chút. Làm sao mà khi chết rồi đó thì đừng có bám vô nó nữa. Cái chuyện này nó nghe thì nó dễ, mà nói lại cũng dễ, mà hiểu cũng dễ. Nhưng mà để buông ra thì chắc là hơi khó một chút. Nên bám hoài. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang tới cái phần số 7 là không có đối tượng. Chúng ta nhìn đây. Nơi đây đó là các cái căn của chúng ta. Và đây là các cái cảnh. Thì chúng ta thấy căn này á thì nó cũng là sắc pháp, mà cảnh này á là cũng sắc pháp. Cái căn này á nó cũng là nhân, mà cảnh này á nó cũng là nhân. Nhưng mà khi á hai cái sắc pháp này nó có cái điều kiện để mà nó tiếp xúc, nó giao lưu với nhau, thì nó lại tạo nên một cái phần thuộc về danh pháp, nó thuộc về thức pháp sanh. Khi ngũ căn tiếp xúc với ngũ trần thì cái sắc pháp nó phát sanh. Nhưng mà nó có một cái điều lạ thế này, là cái tất cả các cái sắc pháp này, ví dụ như mình nói là cái nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn vân vân, thì nó không có khả năng bắt cái đối tượng này. Mặc dù mình nhìn đây đó thì đây nó giống như là chủ thể, đây giống như khách thể. Và mình nghĩ rằng đó cái các cái sắc pháp mà thuộc về sắc cảnh sắc, sắc cảnh thanh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc là như là đối tượng của một cái dạng sắc pháp mà thuộc về ngũ căn đây. Nhưng mà thật sự nó không phải, nó không có cái khả năng mà nó bắt cảnh. Chỉ có cái tâm, cái nhãn thức nó mới có cái khả năng bắt cảnh mà thôi. Chúng ta đừng có hiểu lầm, trên cái bản chúng ta hiểu lầm. Nó không có cái khả năng, không có cái khả năng bắt cảnh. Cho nên là nó không phải là cái chức năng của cái sắc pháp. Cái chức năng của cái danh pháp là nó có cái khả năng bắt cảnh, nó có khả năng nhận thức được đối tượng. Còn cái này nó không có khả năng nắm bắt được đối tượng. Nhưng mà sắc pháp á, nó là cái đối tượng của danh pháp. Sắc pháp không bắt được cảnh, tức là không có đối tượng, không bắt được cảnh. Chỉ có danh pháp mới bắt cảnh được. Mà cái chữ bắt cảnh đây đó có nghĩa là nhận thức được, nhận thức được cái đối tượng. Thì như vậy chúng ta sẽ nói nè, sắc pháp không có khả năng nhận thức được đối tượng, chỉ có danh pháp mới nhận thức được đối tượng. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái danh pháp một chút để chúng ta mới phân biệt được cái sắc pháp. Thì cái danh pháp á, mà khi nó bắt cái cảnh đây, hoặc là nó bắt cái đối tượng đây, thì nó sẽ có hai loại. Thứ nhất á, là nó bắt cảnh sắc pháp. Cái thứ hai là nó bắt cái cảnh danh pháp. Danh pháp nó bắt được hai loại cảnh, cảnh sắc pháp và cảnh danh pháp. Cảnh sắc pháp như là chúng ta ở bên đây mà nói cho đầy đủ cái từ ngữ thì chúng ta sẽ nói sắc, cảnh sắc, sắc cảnh thanh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc. Vậy thấy chưa? Thì như vậy á, nó chính là nó bắt cái cảnh của sắc pháp. Còn bắt cảnh của danh pháp á, thì nó nằm ở cái phần cuối đây, là nó bắt cái cảnh pháp. Cái cảnh pháp như nhiều lần chúng ta đã tìm hiểu đó, thì cái cảnh pháp này nó ở trong tâm, nó không phải ở ngoài. Ví dụ như bây giờ đó,
con mắt mình thấy cái quạt đang quạt, thì cái đó đó là nó đang bắt cái danh pháp này, nó đang bắt cái cảnh sắc pháp. Sắc pháp đó là cái cây quạt. Nhưng mà bây giờ mình thấy cái cây quạt đẹp này, bây giờ mình muốn đi tìm mua cây quạt đó, thì trong đầu mình nó nhớ cây quạt đó, cho nên mình vô cái tiệm đó, mình tìm để tìm đúng cái cây quạt mà mình đã thấy rồi. Thì khi mà mình á có cái hình dung cái cây quạt mà mình đã thấy rồi trong cái đầu mình á, là cái cảnh nó trạo lại, thì nó là cảnh của danh pháp. Cái hiểu này chưa? Hoặc là nói một cách cụ thể, là ví dụ như bây giờ mình thấy cái tâm mình nó đang ở trong cái trạng thái là nó vui vẻ phấn khích vậy, thì đó là nó thấy cảnh danh pháp. Nó buồn thì cũng thấy mình đang buồn chẳng hạn gì, thì đó là cái cảnh danh pháp. Cái này, những cái này đã định nghĩa để cho mình hiểu hết rồi. Thì như vậy đối với danh pháp á, thì nó có cái khả năng bắt cảnh, tức là nó có cái khả năng nhận thức được đối tượng. Và cái nhận thức này nó có thể nhận thức cái đối tượng của nó là cái cảnh của thuộc về sắc pháp hay là cảnh thuộc về danh pháp, thì nó đều có cái khả năng này hết. Và chính vì nó có cái khả năng này mà mình mới có thể tu tập được, mình mới có thể ghi nhận được, có thể ghi biết, có thể là nhớ nó được, có thể biết nó được. Và như vậy đó mình mới là nhận định ra được tất cả mọi thứ để mình hiểu biết mà mình ứng xử cho phù hợp. Như vậy trong cái và phần tất cả các cái tâm của chúng ta đây, tất cả những tâm này, nó có một cái phần mà cái phước báo làm người chúng ta mới có được đó, là trong cái phần thiện này đó chúng ta có cái trí tuệ. Và vì cái trí tuệ đó mà khi mình khởi sanh lên được đó, thì mình mới nhận thức ra được đó những cái vi tế trong cái danh pháp, tức là thuộc về cái đời sống nội tâm của mình. Và mình nhận ra được đó những cái hoạt động của sắc pháp của mình. Và hai cái này nó phối hợp ra làm sao để mình hiểu cái sự vận hành một cách khách quan của nó. Và cái kỳ lạ thay đó là cái khi mình nhận biết ra được những cái hoạt động có tính chất khách quan của sắc pháp, của danh pháp, hoặc là sắc pháp và danh pháp phối hợp nhau đó, thì cái đó nó thuộc về trí tuệ tâm linh. Cho nên trí tuệ tâm linh nó có nhiều cái cách để chúng ta diễn tả. Cái cách thông thường nhất là cái trí tuệ tâm linh là chúng ta nhận ra được cái gì là thiện, cái gì là bất thiện. Chúng ta thấy cái nhân thiện, chúng ta thấy cái nhân bất thiện, chúng ta thấy đó. Mà nó đi sâu vào trong tất cả những cái pháp chân đế thì nó có khả năng đi sâu được. Cho nên nó nhận thức, nó biết được. Mà nó là một cái tầng cấp thuộc về cái trí tuệ tâm linh thứ hai. Cho nên nhiều khi mình cứ suy nghĩ thế này, sao mình cứ tu bổ có một cái thôi. Thế là từ cái hồi mình sanh ra thì cha mẹ mình muốn đến trường, mình cũng đến trường. Rồi học cho đến xong đại học thì nó cũng phải là hơn 20 năm rồi. Nó cũng 21 tuổi, 22 tuổi thì nó mới tốt nghiệp đại học. 20 mấy năm trong đời như vậy thì chúng ta chỉ rèn luyện một cái khả năng, đó là khả năng làm sao chúng ta thích ứng được với cái đời sống, cái đời sống hiện tại nó sống thôi. Nhưng mà để rèn luyện một cái năng lực về tâm linh thì chúng ta lại coi như là cái chuyện đó là không có đặt thành một cái hệ thống rõ ràng trong cái giáo dục gia đình cũng như là trong cái giáo dục xã hội, thì chúng ta không có đặt nó rõ ràng. Nhưng mà cứ kích thích để mà phát triển cái trí tuệ về thế gian đó, thuộc về cái sở hữu tưởng này đó, thì người ta chăm lo hết sức là tử tế. Và ai đó cũng là coi như là đi vào cái con đường đó, coi như cái đó là cái cốt lõi, trong khi nó chỉ có một phần thôi. Một phần thôi. Một phần đó là cái con chim này á, nó đang củng cố một cái cánh để mà nó dùng dãy trong cái cuộc đời thôi. Còn chúng ta muốn sống trong cái đời này đó mà chúng ta có thể đó bay lượn trên cái không trung được, là hai cái cánh này nó phải cân bằng. Trong đó có một cái cánh mạnh nhất, đó là cánh trí tuệ về tâm linh, và cái cánh này là trí tuệ về thế gian. Cả hai cái chúng ta đều phải có. Chúng ta hiểu biết để thích ứng trong cái đời sống xã hội, chúng ta hiểu biết để chúng ta đó làm cho phát triển một cái đời sống tâm linh mà chúng ta sẽ giúp đỡ cho cái trí tuệ mà về thế gian của mình nó không có đi lệch lạc.
Cho nên là thế gian cũng nhận ra nhưng không có chuyên sâu. Cho nên người ta nói đó là cái đức nó quý hơn cái tài. Nhưng ta chỉ nói cái đạo đức của thế gian thôi, mà đi chuyên sâu về mặt tâm linh, làm thế nào để phát triển một cái đời sống tâm linh thì người ta không có một cái cách thức cụ thể rõ ràng, mà chỉ đưa ra những cái điều và khuyên nhủ người ta nên làm thế này, nên làm thế kia, nhưng mà không có cái cách. Đức Phật là cái người duy nhất phát hiện ra cái điều này, bởi vì trong cái vô lượng kiếp Ngài đã đi trên cái con đường mà nhận thức ra cái điều gì thiện, cái điều gì bất thiện. Và từ cái đó, từ cái nền đó mà phát triển lên để nhận ra được một cái cách thức phát triển làm thế nào cái đời sống tâm linh của mình đó là phát triển cao hơn. Mà cái đó tất cả chúng ta đây đều có cái năng lực này cả. Tức là khi mà chúng ta đó có tâm, nhất là chúng ta có tâm thiện, và cái tâm thiện này thì chúng ta có được cái trí tuệ đây, thì cái công việc này là cái công việc chúng ta có thể phát triển được. Mà mình không phát triển được thì rất là uổng cho cái đời sống của mình. Mình chỉ lo thành công trên cái thế gian này rồi, mà đến cái lúc thân ngoại mạng chung đó thì tất cả những cái thành tựu trên thế gian này không đem đi được. Trong khi những cái thành tựu về mặt trí tuệ tâm linh này, tức là cái khả năng mà mình có thể thành công trong cái pháp niệm thân, pháp niệm thọ, pháp niệm tâm, pháp niệm pháp. Niệm thân đây là bắt được cái cảnh của sắc pháp. Niệm tâm, niệm thọ, niệm pháp đây là bắt cái cảnh của danh pháp. Cái tài sản này đó mà chúng ta tạo bao nhiêu thì chúng ta hưởng trọn vẹn bấy nhiêu, thì chúng ta lại không có tạo dựng nó nhiều, mà chúng ta tạo dựng những cái thứ không mang được thì đem theo nhiều quá. Cho nên bây giờ khi mình được cái phước, mình học cái giáo pháp rồi, mình suy nghĩ lại, mình suy nghĩ lại, cháy nhà một cái nó rối loạn rồi, cho nên là nhớ phải đem cái gì ra, nhưng mà nó xách cái thùng rác chạy, còn mấy cái đồ kia quên hết rồi. Thôi, khi mà cái năm mà sư cô còn trẻ đi dạy học ở xa nhà ở trọ thì ở chung với một cô bạn, đến khi nửa đêm là pháo kích ra thì cái chủ nhà ta nói bây giờ chạy, thì lúc mà chạy như vậy đó thì không biết là phải cầm cái gì đi, mà cái lúc mà cầm cái đôi dép để chạy đó, thì người này nắm cái chiếc dép của người kia, rồi cái chạy ra rồi cái rút ra thì thấy hai tay cầm hai chiếc dép mà của người này cầm của người kia. Thì trong cái hoảng loạn đó mình mới biết là mình có đủ tỉnh táo để đi ra. Nói được cái chuyện thường thôi, khi mà súng nổ, đạn nổ, tên nổ vậy đó, nó lạc tùm lum hết đó, thì cái lúc đó là nó hỗn loạn rồi, thì mình không có bình tĩnh được, thì cái lúc mình chết cũng vậy. Mình đem cái gì? Cho nên mới nói mình xách thùng rác chạy đó, có nghĩa là mình ôm cái phiền não mình đi, mà cái đó thì vô dụng. Mà trong khi cái này mình rèn luyện hàng ngày thì đây là cái kim cương mà nó không rời mình, bởi vì nó ở trong tâm, nó ở trong cái trí tuệ về mặt tâm linh của mình. Cho nên trí tuệ thế gian chúng ta cũng đem theo được, trí tuệ về tâm linh chúng ta cũng đem theo được, còn tất cả những cái thứ phụ tùng khác không đem đi được. Trí tuệ về thế gian chúng ta đem theo được, cho nên có những người sinh ra tài giỏi từ hồi nhỏ, ta gọi là thần đồng. Ta gọi là cái người có cái, nó gọi là thiên phú, tức là trời cho. Chứ thật sự ra là tiền kiếp mình đã giỏi về cái đó rồi, nay mình mang theo trong cái kiếp ta. Cái đó là cái rõ ràng nhất, tức là mình rèn luyện về mặt trí tuệ thế gian mà đi vào cái con đường thiện, thì cái đó là cái tài sản mang theo được. Mà mình rèn luyện về mặt tâm linh thì đó là cũng là một cái tài sản mang theo được. Cho nên là có những chúng sinh sinh ra với tam nhân đầy đủ, tức là vô tham, vô sân và trí tuệ. Những người khác được làm người cũng đều có, nhưng mà cái nhân thứ ba là cái nhân trí tuệ mạnh yếu khác nhau. Nó khác nhau ở cái chỗ đó. Mà mình rèn luyện cho đến khi nào đó mà tam nhân của mình á, mà nó mạnh mẽ như nhau, mà đặc biệt cái nhân trí tuệ càng lúc nó càng sáng đó, thì cái đó là
một cái thành tựu rất là lớn mà chỉ có bản thân mình mới tạo ra được thôi, không có ai tạo ra được cả. À, chúng ta tới một cái phần cuối là cái phần thứ 8, là sắc tháp không thể bị loại trừ. Ví dụ như khi mình tu tập đó, mình mới nói rằng là mình phải đoạn diệt cái phiền não, mình phải loại trừ cái phiền não, phải đưa cái phiền não ra. Nhưng khi mình tu tập đó, mình không có thể nói mình đoạn trừ cái sắc pháp, mình không có thể loại trừ cái sắc pháp, mình không thể đưa cái sắc pháp ra. Một cái vị mà đắc quả La Hán rồi mà còn cái nhục thân ở tại cái thế gian này đó thì vẫn là một cái vị A-la-hán, chứ không phải rằng đắc cái quả vị A-la-hán rồi đó thì cái sắc pháp này loại bỏ. Không phải vậy, không có loại bỏ. Bằng cớ là Đức Bổn Sư khi mà năm 29 tuổi trở thành đấng toàn giác thì cái sắc pháp này vẫn duy trì cho đến khi đó ngài được 80 tuổi. Cho nên loại trừ phiền não được, nhưng mà không có loại trừ cái sắc pháp này. Mà sắc pháp này á, nó đi theo một cái quy luật của nó, để mà nó sinh tiến dị diệt, đó là nó nằm trong cái phần cuối của sắc pháp đây, tức là sắc tứ tướng sinh tiến dị diệt của nó, nó đi theo cái luật của nó, chứ mình không có cái khả năng loại trừ. Cho nên nó không có bị ai loại trừ cả, mà tự nó sẽ đi theo cái quy luật đó. Như vậy mới nói là không thể bị loại trừ. Không phải vì mình tu tập mà mình phải loại trừ nó, hay là nó bị loại trừ, không có như vậy. Cái chuyện tu tập thành đạo thì thành đạo, mà cái sắc pháp nó đi theo quy luật của nó, chứ không phải là nó bị loại trừ như phiền não của chúng ta. Bây giờ chúng ta tới cái phần kế tiếp, nhân sinh sắc pháp. Như nãy chúng ta nói, nhân sinh sắc pháp là có tất cả là 4 loại. Cái thứ nhất là nghiệp, thì nó sẽ sinh ra sắc nghiệp. Hai là tâm, sinh ra sắc tâm. Ba là quý tiết, sinh ra sắc quý tiết. Bốn, vật thực, sinh ra sắc vật thực. Bây giờ chúng ta sẽ học cái phần thứ nhất là nghiệp, để sinh ra sắc nghiệp. Có một số điều chúng ta nhớ để lần sau thì mình ôn lại. Cái nghiệp mà để tạo ra sắc pháp á, thì chúng ta nhớ đây là nghiệp quá khứ. Và nghiệp quá khứ thì chúng ta có thể nói thế này đây. Đây là cái lúc mà mình được sinh ra. Cái sinh mà theo đạo Phật á, là cái lúc mà cái tinh cha và cái huyết mẹ gặp nhau mà nó có cái hương ấm, thì cái này nó sinh để tạo thành cái phôi và sau đó là tạo thành cái thai bào, thì đây là sinh. Chứ không phải là cái sinh á, là cái lúc mà cái đứa trẻ này đó là nó ra khỏi cái bụng mẹ, hiểu không? Lúc đó là nó chào đời. Nhưng mà nó sinh là cái lúc nó hình thành cái thai bào, nó là sinh. Cho nên là cái người phương Đông của mình nó có hai tuổi, gọi là cái tuổi ta và tuổi tây. Tuổi ta là cái tuổi mà nó lúc bắt đầu cái người mẹ cấn thai, là đã tính tuổi rồi. Cho nên mới nói thai nhi 1 tuần tuổi, thai nhi 2 tuần tuổi, 3 tuần tuổi, vân vân. Đó, còn cái đứa trẻ mà chào đời đó, lúc mà chào đời thì tính theo tây, tức là có mặt là giấy khai sanh. Cái sinh mà chúng ta nói đây á, là cái sinh, cái lúc mà cái thần thức này, tức là cái kiết sanh thức đi tái sanh, phối hợp với sắc pháp là tinh cha huyết mẹ, để danh pháp sắc pháp có đầy đủ, thì cái chỗ đó là sinh. Thì tính từ cái chỗ sinh ra đó, thì trước đây tất cả những gì chúng ta tạo dựng từ trước khi mà cái kiếp sanh thức này nó hình thành một cái kiếp sống mới đó, thì cái này nó gọi là quá khứ. Thế bây giờ cái chúng sinh này sinh ra rồi thì bắt đầu nó tạo nghiệp,
Thì tạo nghiệp ở chỗ này thì trước này nó đi về quá khứ của nó, và cứ thế nó tạo về quá khứ. Thì chúng ta không nói cái quá khứ này, cái nghiệp mà để mà sinh cái sắc nghiệp này đó, là chúng ta nói cái quá khứ của cái kiếp trước và của nhiều kiếp trước, chứ chúng ta chưa nói tới cái chỗ này. Chỗ này mình sẽ hiểu sao. Thì khi nói là nghiệp quá khứ tạo ra sắc pháp, thì chúng ta phải hiểu rằng tất cả những gì chúng ta đã gieo trồng trong tiền kiếp thì nó sẽ nằm trong kiếp sinh thức, và nó sẽ bắt đầu tạo ra cái sắc pháp từ cái thời điểm là tâm tục sinh. Tâm tục sinh này nó kết hợp với tinh cha quyết mẹ thì nó chỉ có một sát na. Thì trong một sát na của cái tâm tục sinh này, nó vẫn đầy đủ bốn yếu tố sinh, tiến, dị, diệt. Nhưng mà chúng ta nói ngắn lại thì có sinh, có diệt. Và cái khoảng giữa này đó thì chúng ta gọi là trụ. Thì cái sắc nghiệp á, nó được sinh ra từ cái sắc na đầu tiên đấy. Sắc na đầu tiên này, nó không phải tâm tục sinh. Mình nói vắn tắt thì mình nói là khi cái tâm tục sinh nó khởi lên thì sắc nghiệp nó khởi lên, nhưng mà không phải tâm, mà là nghiệp quá khứ nó sinh ra trong cái thời điểm của tâm tục sinh có mặt. Mà tâm tục sinh có mặt á, thì cái thời điểm mà nó ở tiểu sắc na sinh này đó, thì sắc nghiệp nó được tạo ra. Và đã mấy lần sư cô có nói rằng là khi tinh cha quyết mẹ gặp nhau như thế này thì nó chỉ có một sát na, mà cái sát na đầu tiên đó nó đã sinh ra 30 thành phần của sắc pháp. Và cái sát na thứ hai nó vẫn tiếp tục sanh, sát na thứ ba nó vẫn tiếp tục sanh. Và như vậy đó, sau khi mà nó xong cái thời gian mà của tục sinh rồi, thì nó sẽ có cái thứ gì, thứ gì của nó tiếp nối nữa, thì chúng ta gọi cái này là hộ kiếp. Nó vẫn tiếp tục sanh. Chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy từ tiền kiếp xa xăm nó chảy trong huyết quản của chúng ta, nghiệp quá khứ mình đã tạo thành. Thấy ghê chưa? Nên bây giờ chúng ta nói nghiệp, mà thấy cái đó rồi, bây giờ chúng ta mới nói cái nghiệp. Nghiệp á, mình nói theo cái vi diệu pháp á, là khi nào mà cái tâm động tốc đây mà nó đó hợp tác với lại cái sở hữu tư thì nó tạo nghiệp. Bởi vì sở hữu tư này á, nó chính là chỉ huy trưởng, nó điều khiển, nó chỉ huy, nó tạo tác, nó làm thành nghiệp. Xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ấy, bất cứ một cái tâm nào của chúng ta khởi lên đó, nó đều có xúc thọ tưởng tư nhất quyền nhất hành mạng quyền tác ấy hết. Nhưng mà chỉ có trong tâm động tốc này á, thì cái sở hữu tư nó mới làm bá chủ để nó tạo nghiệp. Còn cái kia nó vẫn có mặt, nhưng cái vai trò nó bình thường. Vậy thấy không? Giống như mình nói vậy, ngồi đây có người làm bác sĩ chẳng hạn vậy, nhưng mà đâu có ai bệnh nhân đâu mà hành nghề. Không phải khi tới bệnh viện á, thì cái vai trò của người bác sĩ này chúng ta mới thấy nổi bật lên. Thì hiểu này chưa? Khi mà nó nằm trong cái tâm động tốc á, thì cái sở hữu tư này nó mới nổi bật cái vai trò nó, là nó là chỉ huy trưởng, thì nó chính là tạo tác ra để thành cái nghiệp. Thì như cái nghiệp á, thì chúng ta hiểu thế này, nghiệp á, thì chúng ta sẽ có cái nghiệp thiện hoặc là nghiệp bất thiện. Nếu mà nghiệp thiện á, thì chúng ta gieo ba cái nhân thiện là vô tham, vô sân và vô si. Mà nếu bất thiện thì chúng ta gieo cái nhân tham, cái nhân sân và cái nhân si. Khi nói nghiệp là tạo tác, là gieo trồng xuống, là mình có cái tác ý trong đó. Và cái sở hữu tư thì mình sẽ nhìn đây. Đây hôm trước sư cô đã dạy rồi, giờ sẵn đây nói lại.
xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. Mình đọc trong sách á, mình sẽ thấy thế này, nói là khi mình tạo nghiệp á, là có cái sự cố ý. Cố ý tức là có tác ý vào, đúng không? Như vậy cái tác ý làm sao mà cái sở hữu tư này sao? Thì như chúng ta thấy đó, tất cả khi mà chúng ta hướng đến một cái gì thì cái này đó nó đều là cái tác ý. Ví dụ như mình nói rằng mình chút nữa học xong về là phải đi mua cái nồi, đến siêu thị mua cái nồi, thì đây là cái tác ý. Mình chưa đi, chưa đi nhưng mà mình có cái tác ý là chút học xong nó mua cái nồi, tại vì cần cái nồi nên gọi là tác ý. Khi mà mình đến cái siêu thị đây, đến siêu thị đây thì tới nơi rồi đó, thì cái con đường mà mình thực hiện nó thì nó gọi là tầm tìm đến. Bây giờ vô siêu thị quần đây nó là tứ nhưng mà đứng đó chọn cái này nấu cái gì nó có đó, nó được nấu được mấy loại, cái loại này chua nấu được không, loại này mặn nấu có hư không, cái loại này nấu nước vô làm sao, mình tính toán rồi mới quyết định mua. Thấy không? Thành ra đó, trong cái sở hữu tư là nó tính toán để hành động. Còn cái tác ý này á, là nó dự tính sẽ làm. Còn này khi nó làm á, nó tính toán. Cái người đó muốn ăn trộm cái nhà nào á, thì nó để ý cái nhà đó là nó tác ý. Nghĩa không? Nó tìm tới cái nhà đó rồi, nó vô trong rồi. Thế bây giờ á, làm sao để mà cải cái tủ này ra, rồi lấy cái này ra đi ra cho an toàn, thì tất cả cái đó là nó tạo tác. Hiểu không? Thì cái sở hữu tư đó nó tạo nghiệp, nó tạo tác. Như vậy nó tạo á, nó tạo tác này ra là do nó là có cái nhân thiện hay là nhân bất thiện. Nhân tham, nhân sân, nhân si, nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. Thì khi nó tạo ra rồi thì nó mới trổ quả. Thì cái quả nó có cái hạt mình gieo xuống nữa thì nó lại thành cái cây. Thì quý vị để ý cái mà nãy mình sư cô giảng đó, để mình mới nói được cái vấn đề cái nghiệp quá khứ đây. Nhân đây thì có những cái quả nó có nhân, có những cái quả nó không có nhân. Cái này nó gọi là vô nhân, nó không có cái hạt bên trong. Cái này gọi là hữu nhân. Nhưng cái nguồn gốc của nó, nếu đây mình trồng cái cây xoài cát thì nó có hột hay không có hột, nó vẫn là xoài cát. Thì như vậy cái gốc rễ này á, nó là thiện thì nó có cái hạt giống thiện, hay không có hạt giống thiện nó vẫn là thiện. Cho nên tuy nó không có nhân nhưng nó có gốc rễ của nó. Có gốc rễ này mới có nó. Và khi á, cái mà nó hình thành, nó hình thành, nó tạo nên á, thì cái cây này mình gieo xuống thì nó có hạt hay không có hạt. Nhưng mà cái cây mà nó không có hạt, nó không có hạt, bên đây nó không có hạt luôn chẳng hạn vậy, thì khi người ta muốn trồng á, người ta phải chờ nó lên cái cây con. Thì cái cây con nó phải đâm từ cái rễ này đi ra, những cây con nó lên mình bứng, hoặc là mình chiết cành thì nó mọc cái rễ, nó cũng phải tương tự như vậy. Thì như vậy tất cả những cái gì mình gieo xuống, những cái hạt giống mình gieo xuống thì nó tích lũy lại để nó trở thành là cái mà nó gọi là cái pháp thiện hay pháp bất thiện vốn có nơi mình. Cho nên mới gọi người này có cái căn lành hay là cái căn lành yếu quá. Cái căn lành đó chính là cái gốc rễ thiện hay bất thiện mà mình đã tạo dựng từ nhiều đời nhiều kiếp, không phải một đời một kiếp. Thì cái gốc rễ thiện hay bất thiện đó, nó chính là nghiệp quá khứ đã tạo tác rồi chứ không phải chưa tạo tác. Mà trong cái tạo tác này nó có tích lũy để nó thành cái gốc thiện hay gốc bất thiện của nó. Và một cái dòng chảy của nó nằm ở đâu? Khi mà chúng ta sinh ra với một cái tâm quả tục sinh,
Tám quả tục sinh này chúng ta nhìn đây á, nó là tám cái quả thiện mà, tám quả thiện hữu nhân mà, mình sinh ra được làm người với tám cái tâm quả thiện này. Như vậy rõ ràng cái tâm thiện nó phải kết hợp với lại những cái sở hữu thiện ở đây. Vậy thì tại sao trong cái sát na mà sinh này đó, thì cái nghiệp mà nó để mà nó sinh ra cái sắc nghiệp này, nó lại có thiện và bất thiện? Bởi vì rõ ràng cái người mà ta sinh ra đó với cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, thì rõ ràng nó là cái gốc bất thiện rồi. Thì cái chốn đau khổ nhất định là nó phải tới, không có thể nói khác hơn. Nhưng giờ nó sinh ra với cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân thì nó đâu có bất thiện đâu. Vậy mà tại sao nó sanh ra cái sắc nghiệp đó, khiến cho cái người này đó bây giờ sanh ra mù con mắt, khiến cho người này sanh ra đó tuy là đủ cái ngũ căn nhưng mà lại đần độn? Cái đó không phải là quả của nghiệp xấu chứ. Nó đi từ đâu? Nó đi từ trong sở hữu tưởng. Thì thấy chưa? Và cái này đó, cái khi mà những cái tôn giáo khác đó, thì người ta chủ trương đó là cái linh hồn. Và những cái người mà thuộc về tà kiến đó thì người ta nói nó là thường kiến, người ta không có chấp nhận cái điều này. Nhưng mà cái quả nghiệp, cái nghiệp mà nó thuộc về quá khứ, nó thành ra cái gốc rễ, nó đã có sẵn rồi. Như vậy nó đã nằm, khi mình gieo xuống đó, thì sư cô nói là tất cả chúng ta đây, cái sở hữu tưởng nó là cái camera, bất cứ mình làm cái gì nó cũng ghi nhận lại hết. Lần trước sư cô có giảng rõ cho quý vị đó, là cái sự ghi nhận của cái sở hữu tưởng và cái ghi nhận của cái chánh niệm nó có khác nhau, nó không có giống nhau. Mặc dầu cả hai cái này chúng ta đều có hết. Cho nên nói rằng tu thiền không được là cái chuyện mình làm biếng thôi. Chứ còn cái khả năng là chúng ta đã tiềm ẩn cái khả năng đó hết rồi. Chúng ta không cần ghi nhận sở hữu tưởng cũng ghi nhận. Mà những cái pháp chân đế để có thể đi xa hơn, thì cái sở hữu niệm của chúng ta đủ sức để làm việc rồi. Tại vì chúng ta không có coi như giống như chúng ta không có nuôi dưỡng nó. Giống như mình có một cái viên ngọc vậy đó, mà mình cứ để trong bùn chứ mình không có chịu chà bóng nó lên, thì không có thấy cái vẻ đẹp của nó, không thấy cái rực rỡ của nó. Thì nó ghi nhận mà chánh niệm thì nó không có chịu ảnh hưởng của như là cái sở hữu tưởng. Tức là nó có cái khả năng. Thứ nhất, khi nó tiếp nhận, nó tiếp nhận bằng pháp thiện. Đó là cái điều nó khác với sở hữu tưởng. Còn sở hữu tưởng đó, thiện hay bất thiện gì cũng ghi nhận hết, không có phân biệt. Còn cái sở hữu niệm, nó có cái khả năng đặc biệt là nó ghi bằng cái tâm thiện. Còn cái kia tâm bất thiện nó cũng ghi, mà tâm thiện nó cũng ghi. Thì nó có cái khả năng đi sâu vào pháp chân đế. Còn sở hữu tưởng đi không nổi, nó chỉ ghi vậy thôi. Thì như vậy cái sở hữu tưởng, cái lúc mà chúng ta gieo xuống cái nhân bất thiện, khi mà mình tạo tác cái bất thiện thuộc về tham sân si, thì nó ghi đó, nó tích lũy đó. Tức là khi một cái tâm này sinh ra diệt, thì khi nó chết nó để lại cái tài sản cho cái đời con của nó. Rồi khi nó chết rồi nó để lại tài sản cho con nó. Chết rồi để lại cái tài sản cho con nó. Thành ra coi như là cha truyền con nối, nó không dứt. Nhưng mà nói là chỉ có một con người là không phải. Không phải chỉ có một tâm, mà không phải chỉ có một kiếp, mà nó cha truyền con nối và nó tích lũy. Cho nên á, mặc dầu mình sinh ra với tâm quả thiện, nhưng mà cái dòng sở hữu tưởng của mình đó, những cái nghiệp quá khứ của mình gieo lại đó, nó chính là cái căn để nó giữ ở đây. Và cái giờ phút mà cái tâm tục sinh nó phát sinh lên để nó phối hợp với tinh cha quyết mẹ, thì cái thời điểm trong cái sát na sinh của cái tâm tục sinh đó là cái thời điểm mà nghiệp quá khứ nó xuất hiện để nó tạo nên cái năng lực đó, là nó tác động vào trong cái tinh cha quyết mẹ này để mà nó hình thành 30 phần cái sắc pháp nơi một cái chúng sinh đó về căn bản. Và nó tiếp tục nữa,
tiếp tục cho đến khi nó hoàn thành cái bào thai đó, và nó tiếp tục nữa cho đến khi chấm dứt một cái đời sống. Quý vị thấy nghiệp quá khứ nó đi chưa? Nó đi cho đến khi nào cái sắc pháp này kết thúc thì nó lại bắt đầu một cái sự sinh mới, và nó làm công việc của nó y như cũ, không có sai khác gì cả. Như vậy trong cái đời này chúng ta tạo tác những việc mà chúng ta đây á là lén lút, có thể người khác không biết, có thể luật pháp không biết, nhưng ta biết, nó đã hình thành nên một cái nghiệp quá khứ. Và cái này nó chảy suốt trong luân hồi. Cho nên á, khi mà chúng ta tạo tác thì những cái lộ tâm mà nơi đó cái động tốc á, nó sẽ quay đi quay lại rất là nhiều. Rồi chúng ta sẽ học lộ trình tâm, chúng ta thấy này, nó quay đi quay lại rất nhiều. Thì khi nó trổ quả, nó sẽ lặp đi lặp lại. Mà nó không phải lặp trong một đời, mà nó lặp trong nhiều kiếp. Cho nên khi mình thấy thì mình phải hiểu mình sinh ra từ nghiệp của mình, vì nó nằm trong tâm quả trục sinh. Nhưng mà cái tinh cha quyết mẹ này đó, nó là cái duyên. Cái duyên nó có nhiều đời nhiều kiếp, cho nên đó, là nó phải tiếp nhận những cái gen thích hợp với lại cái nghiệp sinh ra sắc pháp. Nó phải tiếp nhận những cái gen mà nó thích hợp với những cái nghiệp nó nằm trong cái tâm thức của cái chúng sinh đó. Cho nên không phải tại cha tại mẹ mà như vậy. Nhưng mà cái duyên để người ta kết với nhau đó, để mình thành con của cha mẹ của mình, không có tình cờ. Không có tình cờ. Và khi một cái nghiệp quá khứ mình gieo xuống mà nó hình thành nên cái sắc pháp, từ trong cái sát na tục sinh để nuôi dưỡng cái thai bào này và nuôi dưỡng cái sự sống này cho đến lớn lên, thì có những cái bệnh tật tới cái thời điểm nào đó nó sẽ phát sinh, bởi vì tới cái thời điểm đó thì nó đủ sức để trổ quả. Cho nên chúng ta sẽ mang những cái bệnh tật từ trong thai bào của cha mẹ, từ cái nghiệp đó. Cho nên đó, tại sao mà trong năm giới của người cư sĩ, Đức Phật để cái giới sát lên hàng đầu. Cho đến bây giờ thì nếu mà mình nhận thức ra được thì mình thấy là bất cứ ung thư dưới cái dạng nào đi nữa đều là quả của nghiệp sát. Cho nên bây giờ, cho đến bây giờ thì người ta cũng không có dám nói rằng là cái thức ăn gì hay là cái gì tạo nên ung thư, mà người ta chỉ nói rằng cái loại hóa chất này hay là cái thức ăn này dễ gây bệnh ung thư. Tức là nó giống như một cái chất kích thích đã có sẵn. Và cái bệnh ung thư như vậy đó không có lây nhiễm, nó chỉ làm cho những cái tế bào nơi đó là nó mọc theo ý muốn của nó thôi, nó mọc hỗn loạn, nó không có một cái trật tự riêng của nó. Ví dụ tế bào về tim, tế bào về phổi, tế bào về ruột chẳng hạn, thì nó có cái quy tắc của nó để nó sản sinh ra, khi cái này chết nó sản sinh ra, nó đúng cái luật của nó. Còn bây giờ nó không đúng luật nữa, bởi vì nó bị tác động của một cái lực khác. Cái lực đó đó là cái ác nghiệp mình đã gieo xuống. Và như vậy đó, cái quan trái này nó nói là người ta dùng cái lực của cái sân hận, của cái căm thù phối hợp lại để tạo tác. Mình không tin có nhân quả là chuyện của mình, nhưng mà cái sự sống của mình từ trong bào thai cho đến khi đậy nắp hòm, nó là quả nghiệp của mình. Nó trôi từ vô lượng kiếp, nó đi ngang qua cái kiếp này và nó sẽ tiếp tục trôi lăn nữa. Đó. Vậy lần tới chúng ta sẽ tiếp tục cái phần này để chúng ta hiểu nhiều hơn. Mà xin mời quý vị nghĩ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính Pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước để xây dựng tịnh xá Pháp Huệ với nhiều hình thức khác nhau. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ.
xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hậu chúng, hồi hướng phước này đến cửu quyền được thờ trong chùa Giác Lâm, hồi hướng phước này đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cho hội chúng và gia quyến của hội chúng, cầu cho hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.